Dạ. Thôi bây giờ xin mời quý vị và các chị cùng nghe một trích đoạn cải lương. À, chắc có lẽ là trích đoạn này những người đã từng biết về cải lương chắc chắn rằng sẽ biết vở cải lương này, vở cải lương của soạn giả Loan Thảo. Xin mời quý vị cùng nghe trích đoạn được mang tên Máu nhuộm sân chùa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ở phía sau vỗ tay lớn đó đúng không? Bà cũng làm vợ của người ta. Còn tôi
chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Cô Tí Cương cũng đành giả biệt, mong mỹ nào cũng đang buồn thương. Đi thôi đường ba ba đi, đường tôi bước dành góp quan hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi cỏ lạ để lắng nghe chim hiên rộn rã thiêu sầu. Đó là lúc bà mình yên trong cuộc sống bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mong sông hồ vùi lấp bước chân qua. Xin vĩnh biệt Vĩnh Đường. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị và các anh chị và các bạn rất nhiều.